Chào các bạn đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để trải những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Ngày hôm nay mình đem đến chủ đề đó là thông điệp chữa lành dành cho những trái tim tổn thương. Các bạn hãy chọn cho mình một đồ vật. 1, 2, 3. Cái này là cháu mình vẽ. Đáng yêu. 1, 2, 3. Ok, chúng ta đến với số 1. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên với cái câu hỏi là thông điệp chữa lành dành cho những trái tim tổn thương là gì. Thì đây là trải bài chung nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Không phải lúc nào bạn cũng sẽ nhận được cái thông điệp đúng với cái hoàn cảnh của bạn và thông điệp mà bạn cần. Chính vì vậy mà hãy đón nhận cởi mở. Theo mình thấy thì mình không biết trong quá khứ của bạn đã xảy ra vấn đề gì, nhưng mà có thể đó là một cái vấn đề liên quan đến tình cảm chẳng hạn, hoặc là một bất kỳ một cái vấn đề gì đó mà mình thấy ở đây các bạn cứ đón nhận nó theo đúng cái hoàn cảnh của các bạn nhé. Đó là có thể có một cái tình yêu mất cân bằng ở đây trong cái mối quan hệ của bạn. Có thể là tình yêu, bất kỳ mối quan hệ nào đó, thì nó là một cái mối quan hệ hết sức là cân bằng, có một người hết sức mất cân bằng, có một người yêu cái người kia nhiều hơn. Và mình thấy là ở đây có thể là bạn là người yêu cái người kia hơn. Chính vì vậy có thể mà nó đã gây ra cho bạn khá là nhiều cái sự đau khổ. Nhưng mình thấy ở đây, ở cái tụ bài này, thì mình thấy là cái thông điệp dành cho bạn đó là hãy yêu bản thân của bạn. Hãy yêu bản thân của bạn. Bạn yêu bản thân của bạn và nhận ra được những cái bài học từ cái trải nghiệm của các bạn ở trong quá khứ. Mình thấy là các thiên thần muốn nói với các bạn rằng là cái tình huống này nó sẽ có cái sự cải thiện. Sự cải thiện ở đây ý, thì có thể là mình cảm giác là có thể các bạn đã chia tay và bạn đang trên cái cuộc hành trình để bắt đầu một cái cuộc sống mới, một cái chu kỳ mới. Thì mình thấy là ở phía trước đang đợi bạn ấy, đó là một cái kết quả 10 ly, một cái sự hạnh phúc tràn đầy và viên mãn đang đợi bạn ở phía trước. Ở nơi đó ấy, thì bạn cảm thấy vô cùng đầy đủ và hạnh phúc. Có thể là chỉ cần với một mình bản thân bạn thôi thì bạn đã cảm thấy vô cùng đầy đủ và hạnh phúc rồi. Bạn đã cảm thấy 10 ly rồi, không cần một ai khác cả. Bởi vì khi mà bạn hiểu được cái giá trị của bản thân bạn ấy, thì ai đến ai đi thật ra là cũng không còn quan trọng nữa. Mà thật ra khi mà bạn biết được giá trị của bản thân ấy, thì sẽ có người thích hợp, sẽ có soulmate thích hợp bước vào trong cuộc sống của bạn. Và mình thấy là trong tương lai có thể là những cái giấc mơ về tình cảm của bạn, hay là bất kỳ cái giấc mơ gì về cái vấn đề gì đấy, thì nó sẽ trở thành hiện thực. Cũng có thể là sẽ có một ai đó bước vào trong cuộc sống của bạn. Người này có thể là người thuộc cung đất, Market Kim Ngưu Sử Nữ, là một người chín chắn. Họ là một kinh rồi, là một người rất là chín chắn. Và họ có một cái chỗ nền tảng khá là vững chắc về tài chính. Họ dường như đây cũng chính là món quà mà cuộc sống, mà vũ trụ đem đến cho bạn sau những cái trải nghiệm của bạn. Mình thấy là mình cảm giác như là bạn đã đang học cái bài học yêu bản thân mình một cách rất là tốt. Và nếu như mà bạn đang học cái bài học của mình này rất là tốt thì hãy cứ tiếp tục đi. Bởi vì là vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn những cái món quà ở phía trước. Chỉ cần bạn biết được và hiểu được những cái bài học thông qua cái trải nghiệm của bạn, cái tình huống này nó sẽ có sự thay đổi. 10 ly chờ bạn ở phía trước, những cái sự hạnh phúc và viên mãn đang chờ đợi bạn, những món quà. Nếu như mà bạn vẫn còn đang trong cái giai đoạn tiếp tục đang chữa lành ý, có thể là vẫn còn đang chìm đắm trong cái sự đau khổ, sự bế tắc, thì hãy tiếp tục với cái bài học yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân mình như thế nào cho đúng, đó là hãy biết được rằng mình xứng đáng với những cái điều tốt đẹp và đặt ra được cái giới hạn cho bản thân mình, để giới hạn để cho mọi người ý. Khi mà đối xử với bạn không vượt qua cái giới hạn đó, ví dụ như là họ sẽ không thể đối xử tệ với bạn khi mà bạn đặt ra cái giới hạn rằng là không được làm như thế, thì họ sẽ không làm. Và yêu một người thì
thì dễ, nhưng mà yêu bản thân mình mới là khó. Chính vì vậy mà hãy yêu bản thân mình. Một cuộc sống mới chờ bạn ở phía trước, những cái điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Vì thế, và cái tình huống này ấy, sẽ có cái sự cải thiện. Và tình huống này nó sẽ có cái sự cải thiện. Ok, đấy là thông điệp của tụ bài đầu tiên. Mình mà cứ rút thông điệp là thế nào cũng sẽ có một cái ít nhất là một tụ nói về việc yêu bản thân. Các bạn số 1 cố lên, các bạn có những cái điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước này. 9 ly rồi 10 ly này của sự viên mãn hạnh phúc này. Ok, chúng ta đến với số 2. Chào các bạn đến với tụ bài số 2. Đây là trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào bạn cũng sẽ nhận được cái thông điệp mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh và lúc mà bạn cần. Chính vì vậy mà hãy cởi mở. Ok, với cái câu hỏi đó là thông điệp chữa lành dành những trái tim tổn thương như thế nào, thì mình thấy là ở trong cái trải bài này có thể nói khá nhiều về những cái tổn thương mà bạn trải qua. Đây, bạn giống như cái người nằm ở đây bị 10 thanh kiếm đâm, vô cùng đau khổ. Vô cùng đau khổ và mất mát. Mình hiểu cái cảm giác mà bị 10 thanh kiếm nó đâm, nó đau như thế nào. Mình quá hiểu luôn. Mình hiểu được nỗi đau của các bạn. Tuy nhiên, các bạn cũng nên vui rằng là bởi vì mình đã đến được một cái điểm gọi là xuống cực độ rồi, cực đại rồi, không thể xuống được nữa rồi. Lần này là chỉ có đi lên thôi. Nếu như mà bạn vẫn còn đang trong quá trình chạm đáy nỗi đau, vẫn đang đau khổ này, thì hãy tin tưởng rằng là bạn sẽ có thể vượt qua được, bạn sẽ có thể giải phóng mình ra khỏi cái hàng rào, cái sự đau khổ này. Chắc chắn là như vậy. Vậy thì cái thông điệp dành cho bạn là gì? Đó là hãy ở đây có cái lá bài nói rằng là cái khoảnh khắc mà tôi ôm lấy cái sự bình yên của mình ấy và đầu hàng, không còn quan tâm đến kết quả, cũng là cái khoảnh khắc mà vũ trụ thực sự làm việc. Tức là hiện tại bạn không thể làm gì cả ngoài cái việc đó là chữa lành cho bản thân. Đừng cố tác động vào cái tình huống mà bạn đang trải qua nữa. Bạn hãy tập trung vào bản thân mình và chữa lành. Có thể cái tình huống mà bạn dính vào có thể liên quan đến một mối quan hệ ba người. Thì mình thấy là bạn rất là tổn thương ở đây. Thông điệp dành cho bạn đó là hãy tha thứ cho chính bản thân bạn, tha thứ cho những người mà làm tổn thương bạn. Không phải là bởi vì mục đích cao cả gì cả, mà là bởi vì chính bản thân bạn. Bởi vì khi mà bạn tha thứ được cho họ ấy, thì bạn sẽ không còn đau khổ hay là dằn vặt họ nữa, cũng như là dằn vặt bản thân mình nữa. Thật ra thì khi mà bạn tha thứ cho họ, chính là bạn đang giúp bản thân mình chữa lành. Ở đây có cái lá bài đó là hãy tha thứ và học được những cái bài học. Thì thông qua những cái trải nghiệm của bạn, bạn hãy học những cái bài học đó và học được những cái bài học đó và rút cho mình ra được những kinh nghiệm. Thì yên tâm đi, bạn chắc chắn là sẽ thoát ra khỏi được cái tình huống này. Có điều là hãy kiên nhẫn với chính bản thân bạn. Có thể là đôi lúc bạn sẽ trách bản thân mình rằng là tại sao mình vẫn chưa thể tiến lên được phía trước, tại sao người ta đã như thế thôi, tại sao mình còn như thế này như thế kia. Thật ra thì cái điều mà bạn cần ở đây ấy, có rất là nhiều lá bài nói về cái việc kiên nhẫn và nói về thời gian. Hãy cho bản thân mình thời gian, hãy kiên nhẫn với bản thân mình. Và cái khoảng thời gian ấy mà bạn chữa lành cho bản thân và kiên nhẫn với bản thân bạn cũng là cái khoảng thời gian để mà vũ trụ chuẩn bị cho bạn những cái kế hoạch, cho nên là không có việc gì mà phải lo lắng sốt ruột cả. Hãy hoàn toàn giải phóng mình ra khỏi cái xiềng xích, khỏi cái hàng rào, tha thứ và học được những bài học từ những cái trải nghiệm của bạn. Thì sau đó nha, bạn sẽ nhận ra được những cái điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Và những cái điều may mắn cũng vậy, đang chờ bạn ở phía trước. Chỉ có điều là hãy kiên nhẫn và tiếp tục trên cái hành trình chữa lành của bản thân. Bạn chắc chắn là làm được. Tin mình đi, chắc chắn đấy. Đây là một lời khẳng định chắc chắn đấy. Bởi vì vũ trụ đã nói là yes, bạn sẽ làm được mà. Ok, chúng ta đến với số 3. Các bạn tụng bài số 2, cố lên, cố lên.
Bạn đến với tụ bài số 3 với cái câu hỏi đó là thông điệp chữa lành dành cho những trái tim bị tổn thương. Thì đây là trải bài chung nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, không phải lúc nào bạn cũng sẽ nhận được cái thông điệp mà bạn bạn cần phải nghe. Chính vì vậy là hãy cởi mở. Theo mình thấy thì mình không biết là trong quá khứ bạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mình thấy là có thể bạn đã đi một cái hành trình khá là dài trong cái việc chữa lành của bạn. Tuy nhiên thì ở đâu đó bạn vẫn còn những cái sự trằn trọc, những cái sự đau khổ, những cái sự mệt mỏi về tâm về về tinh thần rất là nhiều, và nó khiến cho bạn đề phòng với tất cả mọi thứ, có thể là bởi vì cái tổn thương cũ đó. Nhưng mình thấy là bạn đã đi một cái hành trình khá là dài rồi, tức là bạn cũng đã đạt được đến một cái mức độ nào đấy rồi. Tuy nhiên để mà nói là hoàn toàn chữa lành thì chưa, bởi vì những cái tổn thương ở trong quá khứ nó khiến cho bạn không muốn cho ai đến gần, bạn khép mình. Thì mình thấy là có thể sắp tới sẽ có một soulmate bước vào trong cuộc sống của bạn, hoặc là đã bước vào trong cuộc sống của bạn. Thì cái người này khi mà đến ý, thì họ gợi lên trong bạn rất là nhiều nỗi sợ. Và hai bạn có cái tương tác với nhau rất là mạnh, tức là cái tương tác, cái phản ứng hóa học, cái sự thu hút giữa hai bên nó rất là mạnh. Có thể là người này là một người bạn của bạn. Đó. Và mình thấy là bạn không sẵn sàng để cho cái người này bước vào trong cuộc sống của bạn. Còn đối với người này thì sao? Mình thấy là họ trân trọng bạn. Họ rất là trân trọng bạn. Họ coi bạn giống như là một cái kho báu. Nhưng mà bạn vẫn rất là dè chừng, và bạn vẫn luôn giương cái thanh kiếm của mình lên. Bạn muốn làm nữ hoàng của vương quốc bạn thôi. Cái vương quốc mà không cần đến ai cả, chỉ cần mình bạn thôi. Thì mình thấy là đây là một cái sự lựa chọn mới mà vũ trụ đem đến cho bạn, một cái người mới mà vũ trụ đem đến cho bạn. Nhưng mà bạn có mở lòng với người đó hay không ý, thì đấy là quyền của bạn thôi. Nhưng mà cái mục đích mà cái người này đến ý, thứ nhất là để gợi lên trong bạn, tức là họ trigger những cái bên trong sâu thẳm của bạn. Có thể bấy lâu nay bạn nghĩ rằng là mình đã chữa lành được rồi, mình đã hoàn thành được cái khóa học rồi. Nhưng mà thực tế thì bạn mới đi được đến khoảng gần gần cũng đi được một chặng đường khá là dài rồi, nhưng mà để mà nói là hoàn thành thì chưa. Và người này lại đến để gợi lên trong bạn những cái gợi lên trong bạn những cái ký ức, những cái tổn thương, để mà bạn, đó là cái cách mà vũ trụ làm để mà bạn thực hiện nốt cái công việc chữa lành, rằng là bạn còn thiếu sót ở đâu, bạn còn vấn đề gì còn tồn tại để mà thực hiện nốt. Thì mình thấy là bạn chưa sẵn sàng. Thật ra thì nếu như mà ở hiện tại bạn chưa sẵn sàng ấy, thì không cần thiết phải ép buộc mình đón nhận cái người này. Hãy cho bản thân mình thời gian. Và nếu như mà bạn trong lòng bạn cũng muốn đón nhận người này, nhưng mà có một cái gì đấy nó luôn giữ bạn ở lại ấy, thì ở đây còn nói rằng là hãy nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người, hãy hỏi ý kiến của bạn bè, người thân. Họ sẽ cho mình một số những cái lời khuyên, và thật ra thì bạn có nghe hay không là quyền của các bạn thôi, nhưng mà mình thấy là sau tất cả thì bạn cũng sẽ có một cái sự khởi đầu với người này. Và người này là soulmate của bạn, là một người có cái kết nối linh hồn đặc biệt với bạn. Và nhớ rằng là tất cả những cái nỗi sợ, nỗi đau, sự phán xét hay là sự chia xa đó, nó mà tự dưng nó nổi lên trên cái bề mặt, thì có nghĩa là nó buộc bạn phải giải quyết và chữa lành những cái tổn thương đó. Chính vì vậy mà đừng sợ hãi, họ đến để giúp bạn lôi ra những cái gì còn tồn tại ở trong cái con người bạn, để bạn thực hiện được hết cái quá trình chữa lành của bản thân. Thì mình thấy có thể là bây giờ thì chưa là phải là lúc để bạn đón nhận người này, nhưng mà trong tương lai thì sẽ có một cái sự khởi đầu ở đây. Rất có thể là như vậy. Và hai người có rất là nhiều cái phản ứng hóa học với nhau, cái chất xúc tác, cái sự tương tác, cái sự thu hút nhau rất là lớn. Hãy cho mình, nếu như bạn chưa sẵn sàng thì hãy cho mình thêm thời gian. Ok, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã nghe. Bye bye.